Sáng nay, cửa van khổng lồ nặng 460 tấn đã được lắp đặt ở cống ngăn triều Cây Khô, huyện Nhà Bè. Đây là dự án thủy lợi có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng với quy mô gồm 6 cống ngăn triều lớn và 7,8 km ven sông Sài Gòn. Và sau khi hoàn thành, công trình sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh chống ngập úng và tạo cảnh quan môi trường đô thị. Cống ngăn triều Cây Khô là cống ngăn triều lớn có độ 80 m, quy tụ 3 trụ pin, hai cửa vành cống cao 8,5 m, rộng hơn 40 m, một âu thuyền và một khu nhà quản lý. Hạng mục được triển khai trên sông Cần Giuộc kết nối giữa huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè. Cửa van là hạng mục rất quan trọng của cống, giúp điều tiết lượng nước từ các sông vào bên trong. Cống ngăn triều sẽ mở cửa tiêu nước khi mực nước trong kênh lớn hơn ngoài sông, đóng cửa khi nước sông lớn hơn trong kênh và không ảnh hưởng đến giao thông đường thủy. Dự án thủy lợi sau khi hoàn thành sẽ giúp thành phố chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước ở các kênh rạch, cải thiện khả năng tiêu thoát nước đô thị.